Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 đang đến gần và những đốm lửa từ những hung thần Quảng Ngãi đang thiêu đốt những gì đang xảy ra trước Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những dự án ngàn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi. Đầu tiên phải nhắc đến độc giả về nội dung chưa đến 100 tỷ trong bài viết trước đây và chỉ là những vốn đăng ký ban đầu để làm mồi. Bắt đầu từ đó tiền nghìn tỷ mới ào ào đổ về túi của gia đình Nguyễn Hòa Bình mới là tiền thật. Trong số các dự án lớn của Nguyễn Tuấn Anh tại quê nhà Quảng Ngãi phải kể đến hai dự án lớn có tổng vốn đầu tư từ vài trăm tỷ lên đến cả nghìn tỷ đồng với sự góp vốn chính trị. Là chủ yếu từ ông bố Nguyễn Hòa Bình hồi làm phó bí thư đến khi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giờ là bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đó là các dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi và khu đô thị An Phú Sinh. Hãy xem quá trình đầu tư và triển khai của các dự án này. Thứ nhất, dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2010, công ty cổ phần đầu tư Thiên Ấn của Nguyễn Tuấn Anh mượn danh nghĩa hai công ty khác là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Tầm Nhìn Mới và công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Việt để hợp thức hóa liên danh đầu tư. Từ đó, Nguyễn Tuấn Anh vẽ ra công ty cổ phần Thiên Ấn với vốn điều lệ 6 tỷ đồng và được Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư số 341. 032-000-072 ngày 12 tháng 4 năm 2010 để thực hiện dự án xây dựng khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi tại phường Nghĩa Chánh, trung tâm thành phố Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 458 tỷ đồng trên tổng diện tích 89.728 m², gồm có 79.128 m² và 10.600 m² trên nền của bến xe Quảng Ngãi. Điều hỗn hào với luật pháp nhà nước là dự án rất lớn lên đến gần nửa tỷ đồng, 458 tỷ tại trung tâm thành phố mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lại sẵn sàng cấp phép đầu tư cho liên doanh với vốn chủ sở hữu chỉ có 6 tỷ Việt Nam đồng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Phần còn lại sẽ từ vốn vay, vốn huy động, đầu tư, thứ cấp 389,75 tỷ và phát hành trái phiếu 62,25 tỷ. Thứ hai, dự án khu đô thị An Phú Sinh. Sau khi được vị trí bí thư tỉnh ủy, bộ mặt của ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tung ra dự án bất động sản, mời gọi đầu tư. Mặt khác thì chỉ đạo cho con trai là Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị hứng các dự án này. Cụ thể, ngày 29 tháng 3 năm 2011, ông Nguyễn Hòa Bình đã ban hành thông báo số 108 TB trên TU về việc triển khai dự án trên lô đất rộng 42,64 hectare thuộc phường Nghĩa Chánh và xã Nghĩa Dõng, trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Đúng một tháng sau, ngày 29 tháng 4 năm 2011, con trai Nguyễn Tuấn Anh mở công ty Thiên Bút và chỉ hơn một tháng sau nữa, ngày 9 tháng 6 năm 2011, Thiên Bút đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vội vàng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 341-210-000-97 để thực hiện dự án phát triển khu đô thị An Phú Sinh tại lô đất trên với tổng số vốn lên tới 972 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Thiên Bút cũng chỉ vỏn vẹn có 6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Hiện nay, dân oan kéo về Trung ương khiếu kiện vì mất đất, mất ruộng. Một số báo chí lên tiếng nhưng rồi cũng dần bị rơi vào quên lãng. Trong khi nhà cầm quyền tỉnh đe dọa sẽ thu hồi 23 dự án chậm tiến độ, nhưng kỳ lạ là lại ưu ái kêu gọi đầu tư cho hai dự án chậm tiến độ 3-4 năm của gia đình nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình. Một sự thật khôi hài vì tham lam muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự nên gia đình của Nguyễn Hòa Bình đã bị mắc nghẹn. Nhưng vì vốn chính trị quá lớn nên được Quảng Ngãi đặt cách. Song song với việc chủ động kêu gọi đầu tư cho gia đình Nguyễn Hòa Bình thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ lẻ cấp sổ đỏ cho từng khu đất thuộc hai dự án trên để biến thành tài sản riêng của gia đình.
Gần đây nhất, ngày 27 tháng 12 năm 2014, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 6058 trên UBND CNXZ. Từ các dự án đầu tư gần như không vốn, các lô đất tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi được chính quyền xé lẻ lần lượt cấp cho các gia đình ông Nguyễn Hòa Bình một cách rất hợp pháp bằng quyết định số 6058 trên UBND CNXZ. Nộp ngân sách 1,18 tỷ đồng, Thiên Ấn đã được cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với tài sản gắn liền với đất cho 3.346 m² thuộc dự án khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi. Nộp ngân sách 11,12 tỷ đồng, Thiên Bút cũng được cấp sổ đỏ cho phần đất rộng 22.416 m² thuộc dự án khu đô thị An Phú Sinh. Cả hai lô đất trên đã được Nguyễn Tuấn Anh phân lô bán nền cụ thể. Khu đất thuộc dự án khu liên hiệp bến xe Quảng Ngãi, Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 173 lô gồm các khu N1.1 26 lô trị giá 19 tỷ, N1.2 70 lô trị giá 51,2 tỷ, N1.3 35 lô trị giá 36,9 tỷ, N1.4 32 lô trị giá 29,6 tỷ và N1.5 10 lô trị giá 5,6 tỷ. Tổng giá trị các lô giao bán là 142,6 tỷ đồng. Như vậy, riêng dự án này, gia đình của Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 141,82 tỷ đồng. Trong khu đất dự án khu đô thị An Sinh, Nguyễn Tuấn Anh đã phân thành 254 lô, gồm có khu N1.1 33 lô trị giá 34,7 tỷ đồng, N1.2 40 lô trị giá 52 tỷ, N1.3 16 lô trị giá 8,9 tỷ, N1.4 8 lô trị giá 5,4 tỷ, N1.5 5 lô trị giá 3 tỷ, N1.13 36 lô trị giá 21,2 tỷ, N1.15 34 lô trị giá 22,7 tỷ, N2.13 4 lô trị giá 6 tỷ, N3.33 12 lô trị giá 8,3 tỷ, N3.34 5 lô trị giá 5 tỷ, N3.35 12 lô giá 8,7 tỷ, N3.36 5 lô trị giá 5 tỷ, N3.37 12 lô trị giá 3,7 tỷ, N3.39 16 lô trị giá 11,4 tỷ và N3.40 16 lô trị giá 11,4 tỷ. Tổng giá trị các lô đang giao bán là 207,39 tỷ đồng. Riêng dự án này, gia đình của Nguyễn Hòa Bình đang và sẽ thu về được ít nhất 196,27 tỷ đồng. Như vậy, riêng với quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và gia đình của ông Nguyên Bí thư Nguyễn Hòa Bình xem như cướp không đất của tỉnh nhà, nói cho đúng là cướp không đất của người nghèo để phân lô giao bán ra ngoài với danh nghĩa là công ty đầu tư Thiên Ấn, Thiên Bút, thu lợi bất chính 337,69 tỷ đồng. Cứ theo đà xé lẻ cấp sổ đỏ hợp pháp như thế này thì sau khi làm thịt xong hai dự án trên, gia đình của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình vơ vét được từ vùng đất quê nhà vốn được xem là tỉnh nghèo này lên tới con số hàng ngàn tỷ, âu cũng là chuyện đương nhiên. Một nhân vật khác là Lê Viết Chữ, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1963 tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông Chữ xuất thân từ kỹ sư hàng hải, công tác tại Sở Giao thông Vận tải. Để tiến thân, ông Chữ giáng phân đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 5 năm 1994. Từ đây, Lê Viết Chữ leo nhanh lên những nấc thang quyền lực, lần lượt nắm giữ những chức như giám đốc giao thông vận tải, phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, hiện tại là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Lê Viết Chữ kết hôn với Cao Thị Hồng, sinh năm 1966, quê ở Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Cao Thị Hồng phụ trách tài vụ của trung tâm đăng kiểm, đơn vị phục vụ thuộc nơi chồng bà làm giám đốc sở. Hai vợ chồng họ giàu nứt đố đổ vách, dư luận Quảng Ngãi cho rằng vợ chồng ông Chữ đầu cơ chính trị khi bơm tiền để chạy cho Hồ Nghĩa Dũng, ủy viên Trung ương, bí thư Quảng Ngãi tái trúng cử đại Bộ Chính trị Trung ương khóa 10, nắm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2006-2011. Đổi lại, ông Hồ Nghĩa Dũng kéo Lê Viết Chữ lên làm bí thư thành ủy thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
và bảo kê can thiệp để Cao Thị Hồng thoát hiểm hình sự trong vụ án tham nhũng chấn động đầu năm 2007. Rồi sau đó dưới thời hai cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hòa Bình 2010-2011 và Võ Văn Thưởng 2011-2014 tiếp tục giúp Lê Viết Chữ lần lượt leo lên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Tháng 4 năm 2014, Trung ương điều Bí thư Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí Bí thư Quảng Ngãi giao lại cho Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khôi phụ trách. Trước khi đi, ông Thưởng kịp giúp cho Lê Viết Chữ thay ông Cao Khoa làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2014, Hội đồng Nhân dân Quảng Ngãi khóa 11 họp kỳ 13 làm thủ tục 100% phiếu thuận để cho Lê Viết Chữ nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Với tiền bạc đông như quân nguyên, chưa đầy một năm sau tháng 5 năm 2015, ông Chữ dinh luôn chức Bí thư tỉnh khóa 18 của ông Nguyễn Khôi. Tháng 10 năm 2015, Lê Viết Chữ Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi khóa 18, nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Dư luận Quảng Ngãi đồn đoán ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Hòa Bình là hai nhân vật đã giới thiệu và bảo kê cho Lê Viết Chữ đúng và trúng cử ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, thậm chí còn đưa ông Chữ vào đại biểu Quốc hội khóa 14. Bánh ít ném đi thì bánh quy ném lại. Thông tin về quan trường tỉnh Quảng Ngãi dầm gian, ông Chữ đã tham gia dốc hầu bao cho cuộc đua vào Bộ Chính trị của Võ Văn Thưởng và vào Ban Bí thư của Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội 12. Ngoài ra, Lê Viết Chữ còn liên quan đến trách nhiệm nâng đỡ bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974. Vân từ một cử nhân ngữ văn đã được Lê Viết Chữ đưa lên làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh, rồi lần lượt nắm giữ Bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, trưởng ban dân vận tỉnh ủy và Bí thư huyện ủy Lý Sơn. Dưới sự đạo diễn của các đại ca tại Đại hội 12, Quỳnh Vân được vào Ủy viên Dự khuyết Trung ương, để rồi ngay sau đó leo lên chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2019, bà Vân kiêm luôn Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2016-2021. Giang hồ thầm thì Bùi Thị Quỳnh Vân chính là người tình của Võ Văn Thưởng trong hơn 3 năm ông làm bí thư ở Quảng Ngãi. Dưới thời của lãnh chúa Lê Viết Chữ, rất nhiều thủ thuật và thủ đoạn chính trị được sử dụng. Bí thư Lê Viết Chữ chỉ đạo chính quyền Quảng Ngãi ăn cướp tất tật tật của dân. Quan chức dưới quyền giam dóc tuân lệnh trung thành để được chia chác bổng lộc. Từ cướp đất của dân lành, mua quan bán ghế thu tóm quyền lực, cho đến lộng quyền sinh sát tàn bạo và khát máu, Chữ không chừa bất kỳ một chiêu thức gì. Quảng Ngãi trở thành sân sau hậu phương cả về kinh tế lẫn chính trị của Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng. Mắc xích chính trị nợ ân tình của những đồng chí cộng sản thật cao đẹp, họ dìu nhau vẹn cả đôi bên. Các vụ khiếu kiện tố cáo của đảng viên nhân dân Quảng Ngãi liên quan đến bí thư Chữ đều được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trước kia là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và ngài cựu bí thư Quảng Ngãi nay là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trực tiếp bảo kê ém nhẹm giải quyết êm thắm. Người dân thì bị cướp đất đai tự thiêu, còn Lê Viết Chữ ung dung phía sau giao thầu cho doanh nghiệp sân sau để xã hội đen và xã hội đỏ lộng hành. Người dân biết, nhà báo biết nhưng không báo quốc danh nào dám đăng. Báo nào lỡ đăng phải gỡ ngay lập tức nếu không muốn bị đóng cửa tòa soạn và tác giả cũng thần tàn mà dại. Để đưa con cái quan chức ra nước ngoài du học bằng tiền chùa, họ đẻ ra cái gọi là đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, thu hút nhân tài. Hàng trăm tỷ chi ra từ ngân sách để rồi du học sinh, một số về làm quan, khỏi phải qua sát hạch, thi tuyển công chức, một số trốn ở lại nước ngoài, mua nhà, định cư và không quay trở về với thiên đường xã hội chủ nghĩa nữa. Để có thể lộng hành trong nhiều năm, Lê Viết Chữ có trong tay áo quần bài Trần Ngọc Căng. Trần Ngọc Căng sinh năm 1960, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Căng từng giữ chức vụ trưởng ban tổ chức chính quyền, nay là Sở Nội vụ, Bí thư huyện ủy Mộ Đức, Chánh văn phòng tỉnh ủy, trưởng ban dân vận,
Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Nếu Thành Hồ có cặp Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Đà Thành có Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, Khánh Hòa có Lê Thanh Quang, Lê Đức Vinh thì ở Quảng Ngãi có Lê Viết Chữ, Trần Ngọc Tăng. Đây là những cặp đôi Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong số nhiều cặp đôi ăn tàn phá hại đất nước này. Bản chất của các lãnh chúa Thành Hồ, Sứ Quân Nha Trang, Lưu Manh Chính trị Đà Nẵng và Hung Thần Quảng Ngãi đều đặc trưng từ một khuôn đúc ra. Đó là hô biến hàng chục ngàn hecta đất đai mà chúng cướp được từ công sản, vét vào túi hàng tỷ đô la, bán cả đất sân bay quân sự, trường đảng, phá rừng, san lấp, đào, bóp cổ cả dòng sông để phân lô bán nền. Kinh khủng hơn, bọn chúng bán cả đất quốc phòng, phòng thủ ven biển cho Trung Cộng, xẻ thịt các đảo, bán đảo, tiền tiêu trên biển. Để có đất giao cho Trịnh Văn Quyết và tập đoàn FLC, Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng uống thuốc liều, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi không được xây dựng đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn. Họ phát công văn xin gặp quân khu 5 và Bộ Quốc phòng xin đất quốc phòng để giao cho dự án quần thể du lịch và đô thị FLC Bình Châu, Lý Sơn, có tổng quy mô thực hiện giai đoạn 1 là 1.243 hecta thuộc địa giới hành chính các xã ở huyện Bình Sơn và các xã ở đảo Lý Sơn. Dự án FLC vẽ ra gồm có sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và các khu trung tâm thương mại, các khu shop house, khu biệt phủ thực sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng, các khu ở tầng thấp và các khu vui chơi giải trí. Về đại gia Trịnh Văn Quyết, FLC sinh ngày 27 tháng 1 năm 1975, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Quyết FLC nổi đình nổi đám với những dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Quyết và FLC đi đến đâu ruộng vườn làng mạc, biển hồ, rừng, núi tiêu tan đến đó. Mỗi nơi chúng đi qua, dân biểu tình khóc cạn nước mắt, oan khiên ngút trời. Nhiều thông tin dò dỉ phía sau Quyết là một số chính trị gia chống lưng cũng như vốn vay huy động có bóng dáng của tình báo Hoa Nam Cục. Điều phi lý là tập đoàn FLC có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, tính đến hết quý 1 năm 2018, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này mới tăng lên 8.620 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của FLC hết quý 1 năm 2018 đã lên đến 14.947 tỷ đồng. Vậy mà Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng lại lệnh cho ban ngành Quảng Ngãi ứng 500 tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án của tập đoàn FLC, huy động toàn bộ hệ thống chính trị phục vụ cho dự án này. Năm 2015 xảy ra vụ án chấn động cả nước. Để chiều cho phu nhân Cao Thị Hồng, Lê Viết Chữ đã bật đèn xanh cho họ hàng bên vợ cướp của bà Phạm Thị Lê gần 1.000 mét đất ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trước khi nhảy lên ghế bí thư, ông Chữ với vai trò Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 436 trên QĐ-UBND ngày 2 tháng 4 năm 2015. Quyết định này công nhận quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Phủ Đức đúng, chấp nhận cho ông Thạch Cảnh Phổ thắng và lấy được 975 m2 đất của bà Phạm Thị Lê. Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2015, chính quyền địa phương huy động hơn 20 công an và cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ cho ông Phổ xây dựng. Khóc cạn nước mắt, kêu oan không thấu trời, quá uất ức, bà Phạm Thị Lê đã đổ xăng tự thiêu ngay tại nền đất bị cướp. Tội nghiệp bà Lê, bà không chết nhưng phỏng biến dạng một phụ nữ xinh đẹp giờ hóa ra tật nguyền. Niềm tin cuối cùng của bà Phạm Thị Lê là công lý của tòa án. Nhưng qua hai phiên tòa sơ thẩm ngày 27 tháng 5 năm 2016 và phúc thẩm ngày 16 tháng 9 năm 2016, tòa án vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Lê, công nhận quyết định số 436 trên QĐ-UBND của tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Lê Viết Chữ ký ngày 2 tháng 4 năm 2015. Người phụ nữ tàn tật, chân lấm tay bùn Phạm Thị Lê đáo tụng đình mà đâu biết rằng trong thể chế này, công lý chỉ thuộc về kẻ có tiền và có quyền. Bà cũng không biết rằng ngồi chững chệ trên ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao là đại ca của Lê Viết Chữ, ông Nguyễn Hòa Bình. Thế thì quan tòa cấp nào dám xử cho bà thắng kiện? Về công tác cán bộ, hung thần Lê Viết Chữ bóp nghẹt dân chủ trong đảng,
tạo phe cánh chính trị ngay trong thành ủy. Người ngoài phe luôn bị trù dập, thuyên chuyển, phế bỏ hoặc đánh cho thân bại danh liệt, cùng với cánh hậu được quy hoạch đúng quy trình, bất chấp hướng dẫn khắt khe của điều lệ đảng và các văn bản quy phạm. Võ Đình Trà, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bình Sơn, một dân sai phạm nhưng vẫn được điều động về tỉnh làm giám đốc Sở Công Thương, gây nhiều bất bình. Nguyễn Viết Vi, thư ký của Lê Viết Chữ, được điều về làm bí thư huyện ủy Lý Sơn, quy hoạch và ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 13. Nguyễn Văn Huy, thư ký của ông Trần Ngọc Căng, được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng gây ra nhiều hoài nghi trong nội bộ. Đệ tử của Lê Viết Chữ là Nguyễn Minh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ giao thông vận tải Quảng Ngãi, cùng với con gái là Nguyễn Thị Thanh Thanh, chuyên xài bằng giả. Hùng và con gái sử dụng bằng phổ thông trung học giả, bằng đại học kinh tế lẫn đại học sư phạm đều là bằng giả để tiến thân, ăn trên ngồi chốc. Nhiều chuyện như thế kể sao cho hết, rồi đây Trung ương có thể sẽ cách tất cả các chức vụ trong đảng của Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng, nhưng tiền mà các hung thần cướp được hàng trăm tỷ trong nhiều năm, chăn dân ở Quảng Ngãi, ai sẽ thu hồi? Nỗi đau chồng chất trong dân chúng Quảng Ngãi, ai có thể làm vơi đi? Và tội ác mà những tay du côn khoác áo chính trị ra, nhân danh những người cộng sản gây ra cho dân, không bút mực nào có thể lột tả hết. Ngàn năm bia miệng, có thể lúc này nhân dân không thể đưa bọn chúng ra pháp trường, nhưng cho dù khi họ nắm nhắm mắt, chui vào quan tài và trốn dưới địa ngục, nhưng ngàn năm bia miệng chúng không thể nào thoát được. Ở thế giới bên kia, chắc chắn những linh hồn oan khuất cũng sẽ liên kết và truy bắt những hồn ma nghiệt xúc đã gây ra oan trái tang thương ở chốn trần gian này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.